Dạ bắt đầu mình ghi. Nói một hồi xong vẫn không ghi. Chán quá. Rồi ok đúng không nhỉ? Đấy. Đấy là cái phần tài nguyên học tập. Còn đây là Thế thầy cái có quay lại nội dung video không môn học. Đấy, tài nguyên học tập và cái phần thứ ba thì chúng ta chuẩn bị công cụ lập trình. Công cụ lập trình. Cái này hay người ta gọi là soạn thảo, là trình soạn thảo đấy. Đúng không? Trong cuốn sách thì viết cái đây hơn gần chục năm rồi, chúng ta đang còn soạn thảo thời kỳ đấy khá là nổi với Dreamweaver. Nhưng hiện nay ta có sử dụng các cái công cụ khác nhau, ví dụ như là Supplantech, đúng không ạ? Ví dụ như là gì, Visual Code đấy. Hoặc là chúng ta có thể dùng nhiều các cái trình soạn thảo khác nhau, ví dụ IntelliJ, ví dụ PPStone, hay là NetBean, Eclipse, Visual Studio, vân vân. Nhưng hiện nay thì thầy đang dùng chủ yếu với hai cái công cụ khá là nhẹ nhàng, dễ cài đặt, dễ làm việc. Đó ạ, là Supplantech và Visual Code 2019. Thầy không biết là có bản mới chưa, nhưng hiện tại thì thầy vẫn đang dùng với cái Visual Code, Visual Studio Code, đúng không ạ? Nó có 19. Người ta Visual Studio. Đó là Visual Studio. Đúng không nhỉ? Ok. Đấy, chúng ta xuất cái tài khoản này, à, cái công cụ này. Bạn dùng công cụ nào cũng được. Đều có thể thích hợp. Lớp mình đã cài đặt hết các cái công cụ này chưa? Cả lớp có ai chưa cài đặt các cái công cụ thầy vừa vừa viết không? Em cài rồi, em cài cái video rồi. Em chưa, em Tự nhiên cài cài mỗi cơ cái cho cháu sắp nhỉ? thành tích. Treo mấy để đấy à? Hả? Em cài sắp thành tích. Ờ, Thanh Liêm thì dùng công cụ gì? Em dùng sắp lai tích. Alo. Dạ, em dùng sắp lai tích. Xong lại tay nhỉ? Dương Tô dùng công cụ gì? Em sắp lại tốt. Phạm Huy Hạnh Dùng Visual Code ạ. Visual Code à? Phạm Hữu Bình. Em dùng Visual Code ạ. Là 22 à? Thôi được, thầy dùng cái nào cũng được đúng không? Về cơ bản nó cũng sẽ giống nhau. Được chưa nhỉ? Cho cái nội dung. Rồi chúng ta đi bắt đầu từ cái tiên, giới thiệu cơ bản về web. Cũng đọc trước cái này một chút ở đây. Khi làm việc thì chúng ta chủ yếu là code thôi. Còn cái phần giới thiệu thì thầy sẽ đi nhanh hơn. Vì khái niệm này nó không không phải là những khái niệm mới mẻ nữa. Cũng chẳng xa lạ gì với chúng ta cả. Đúng không ạ? Ta nói về các cái kiến trúc của HTML, các cái thẻ trình bày, các thẻ cơ bản, văn bản, vân vân. Các cái thẻ tiêu đề, một số các thẻ để trình bày hình ảnh. Đúng không ạ? Các cái khái niệm về code, về hiển thị nội dung, vân vân để người ta xử lý. Như vậy thì cái mục tiêu bài đầu tiên chủ yếu là chúng ta sẽ làm việc với các cái thẻ HTML5 trong cái ứng dụng web HTML. Sơ lược về những HTML, tức là ngôn ngữ dùng để hiện trang web và viết tắt của Hypertext Markup Language. Nó rất cơ bản như vậy thôi, nhưng mà nếu những ai mà thi kể cả chứng chỉ MCSD hay một số các chứng chỉ quốc tế, nó vẫn có những cái câu hỏi liên quan đến những cái nội dung cơ bản về web. Đấy. Và khẳng định đây nó không phải là ngôn ngữ lập trình, đúng không ạ? Nó là cái ngôn ngữ dùng hiển thị trang web, và cái khái niệm của nó gọi là Markup Language, đánh dấu siêu văn bản. Sử dụng các thẻ để mô tả nội dung trang web cùng với cái HTML, sử dụng các cái thẻ, các cái tag. Như các bạn được học ở trong ngành công nghệ thông tin ở các trường đại học, chúng ta có thấy ngôn ngữ nào cũng dùng các cái thẻ để trình bày dữ liệu không? Có không?
Chắc chắn là có đúng không nhỉ? Chúng ta sử dụng cái thẻ XML để trình bày cái dữ liệu, hay nói khác XML dùng để lưu trữ dữ liệu có cấu trúc, đúng không nhỉ? Cũng có một thời cách đây khoảng 10 năm, phát ngôn của XML cũng phát ngôn rất là mạnh mẽ là có thể thay thế HTML. Nhưng cho đến hiện nay là hơn 10 năm thì anh XML vẫn chỉ dừng ở cái việc là dùng để lưu trữ dữ liệu theo cái sử dụng các cặp thẻ để lưu trữ dữ liệu thôi. Đó là một số cái thông tin chúng ta có thể tham khảo. Về mặt cấu trúc HTML, tài liệu HTML5 thì được đặc tả với cái khai báo đầu tiên doctype đi. Đấy. Đôi khi chúng ta mà bỏ cái này đi thì những cái trình duyệt mà chưa hỗ trợ HTML5 ấy thì nó sẽ thông dịch theo cái chuẩn HTML cũ. Còn lại thì hầu hết các trình duyệt hiện nay đều hỗ trợ HTML5 và nó đều convert từ cái HTML cũ sang HTML5. Đúng không ạ? Người ta định nghĩa file HTML bằng docta. Cấu trúc nội dung HTML bắt đầu bằng thẻ HTML và kết thúc, hay nói khác là cặp thẻ ở đây nó rất là rõ ràng. Đây là cái phần bắt đầu và đây là phần kết thúc, đúng không ạ? Đấy. Kết thúc thì có cái dấu gạch, thêm cái dấu suộc này nữa, đúng không? Khai báo bắt đầu và kết thúc một trang. Vậy một trang thì nó gồm có hai phần chính, đúng không nhỉ? Bao gồm là gì? Là hit element, tức là cái thành phần khai báo những cái nội dung mà được sử dụng đầy đủ ở trên web. Phần thứ hai body là cái phần lưu trữ nội dung hiển thị của trang, phần chính ở đây. Đấy, đó là cái cấu trúc chuẩn của HTML5. Vậy thì cái phần đầu nó hiển thị những nội dung nào? Thì phần này nó rất quan trọng khi mà chúng ta thiết kế các ứng dụng web theo cái tiêu chuẩn SEO. Tiêu chuẩn SEO tức là tiêu chuẩn được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm như là Google, như là Cốc, đúng không ạ? Đấy, các cái engine tìm kiếm nó tạo ra các cái tiêu chuẩn gọi là tiêu chuẩn SEO. Vậy thì trên này nó phục vụ những cái gì? Ví dụ tiêu đề của trang web, ví dụ như là chúng ta có các cái thẻ meta, các cái thẻ link, các cái thẻ strip. Meta tức là mô tả cái nội dung, định nghĩa các cái quy cách hiển thị như là Unicode, UTF-8, hay là chúng ta index, đánh index cho các cái từ khóa của trang web của mình trong cái ứng dụng mà chúng ta muốn cho các cái bộ tìm kiếm như là Google để đánh chỉ mục cho trang và phục vụ cái việc tìm kiếm nhanh hơn, thì người ta dùng đến các cái cấu trúc của thẻ meta. Các cái thẻ liên kết về CSS, đúng không ạ? Style sheet, tức là chúng ta có thể phân tách cái HTML và cái định dạng nội dung thành hai file riêng biệt và nó được kết nhúng với nhau thông qua cái thẻ link. Đấy. Và người ta phân tách như vậy để chúng ta có thể là gì? Có thể là kiểm soát nó tốt hơn, đồng bộ hóa hơn, đúng không ạ? Và những phần này là phần nó sẽ được như là cái định dạng hay là các cái định nghĩa tiêu đề để nó được sử dụng ở trong cái trang HTML. Tiếp theo là cái phần strip, tức là liên kết đến các file JS, hoặc chúng ta có thể viết các cái câu lệnh, cái ngôn ngữ lập trình JavaScript ở phần này. Tuy nhiên thì cái này có thể để ở đâu cũng được. Nhưng khuyến nghị thì người ta thường để cái thẻ strip ở cuối trang HTML và trước thẻ đóng body. Sở dĩ là có rất nhiều những cái đoạn mã kịch bản mà ngay tại thời điểm ban đầu chúng ta không dùng đến. Thì nếu như chúng ta để trên phần hit này thì nó phải thông dịch toàn bộ cái nội dung của cái mã lệnh JavaScript đấy, sau đó nó mới trình bày nội dung. Như vậy thì dẫn đến cái tình trạng là chúng ta sẽ thấy nó bị chậm. Cái performance web của mình nó sẽ bị chậm hơn. Và đương nhiên nó bị chậm hơn thì các cái tiêu chuẩn điểm SEO của nó cũng sẽ bị chậm đi. Được chưa ạ? Đấy là các cái thành phần mà chúng ta chú ý ở trong cái đầu trang phần header. Đấy, gồm có hit, title, meta, link, strip. Đó là những cái thẻ mà chúng ta sử dụng. Với cái thẻ meta này thì chúng ta còn sẽ làm việc rất là nhiều và chúng ta sử dụng để định nghĩa đánh chỉ mục hay là khai báo các từ khóa mô tả nội dung trang web,
cho các cái công cụ tìm kiếm nó được hiểu hơn về cái nội dung trang web của mình. Ngoài ra chúng ta có thể kết nối các cái mạng xã hội, ví dụ như Facebook, như Twitter, như Instagram, thì chúng ta cũng sử dụng cái thẻ Meta này để gắn các cái tiêu đề, các cái từ khóa, đấy, các cái URL. Đấy, phần này thì sau khi chúng ta hoàn thiện các cái project thì chúng ta sẽ review lại một chút nữa để chúng ta có cái cách nhìn thiết kế một cái web chuẩn SEO nó phải như thế nào. Đúng không ạ? Phần nội dung thứ hai chúng ta sẽ được đặt vào trong body, thì một số các thẻ cơ bản trong HTML5, đây gọi là HTML thôi chứ không phải HTML5, đều dùng đến, như là các thẻ đoạn, thẻ đường kẻ ngang, một số các thẻ định dạng, dung văn bản, nội dung cái văn bản hiển thị, đúng không ạ? Ví dụ chữ đậm, chữ nghiêng hay là chữ gạch chân. Có rất nhiều bạn thì không quan tâm đến những cái việc này, nhưng nếu chúng ta mà xây dựng web với những cái bài viết truyền thông, những cái bài viết để cho người dùng dễ dàng đọc, hay bài tin tức chẳng hạn, đúng không ạ, thì chúng ta đều phải tuân thủ theo cái quy chuẩn này, tức là đoạn văn bản thì phải được đặt ở trong một cái thẻ P, đúng không ạ. Có những bạn thì vẫn nói rằng em không thích đặt trong thẻ P, em đặt vào cái này cũng được. Ví dụ như là anh ấy đặt là gì, là em dùng deep, em dùng là ha 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 ha, đúng không ạ? Thì cái này nó cũng trình bày cho chúng ta một cái nội dung mà người dùng đều nhìn thấy. Nhưng cái này thì nó lại không tuân thủ theo một cái tiêu chuẩn nào cả, đúng không ạ? Và khi không tuân thủ theo cái tiêu chuẩn thì dẫn đến là cái việc bạn muốn sử dụng các cái mạng xã hội để đưa thông tin của mình nhanh nhất thì nó sẽ, cái điểm tiêu chuẩn nó sẽ kém hơn, đúng không ạ? Nhưng nếu cách viết chúng ta là viết như thế này chẳng hạn, đúng không ạ? Thì thay vào đó chúng ta sẽ đặt cái đoạn văn bản trong một cái gì, trong một cái thẻ P như thế này. Đấy, thì chúng ta mới viết tiếp các thành phần khác ở đây, đúng không ra nhỉ? Như vậy thì không sở dĩ gì ngay cái slide đầu tiên này người ta mô tả những cái thẻ rất là cơ bản, nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn thấy rằng là có rất nhiều bạn là không thích, đúng không nhỉ? Ta cứ cho vào cái gì cũng được, deep hay span hay là thẻ khối, đặt loạn nó lên. Và rõ ràng là khi mà chúng ta thiết kế web cho khách hàng để chạy quảng cáo và bán hàng ấy, thì là chúng ta sẽ bị kêu ngay, đúng không nhỉ? Đấy. Như vậy đấy, nó sơ qua về một cái nội dung trên văn bản, chúng ta đều phải thiết kế một cách có cái quy chuẩn, đúng không ạ? Đấy. Vậy thì đến tiếp theo ở đây bạn thấy rằng là riêng về cái phần đoạn văn ấy thì thầy không nói nữa, cái này thuộc về văn phạm rồi, về cái văn phạm báo chí, văn phạm về văn hóa rồi, tức làm sao chúng ta phải viết một đoạn văn nó có bao nhiêu câu, một câu thì nó có khoảng bao nhiêu từ, đúng không nhỉ? Thì nó phù hợp với cái phạm vi người đọc, tránh để người ta đọc mà nó không hết một đoạn văn không hiểu gì, thì cái này nó thuộc về truyền thông, về báo chí. Chúng ta đang nói về mặt ngôn ngữ, về mặt cấu trúc, về mặt trình bày, chúng ta phải cần phải có các cái tiêu chuẩn của nó là như vậy, đúng không ạ? Đấy. Ok, cái phần demo thì thầy sẽ làm sao thầy nói qua một chút. Và một thành phần nữa chúng ta phải để ý đến đó là các cái thẻ tiêu đề. Thẻ tiêu đề thì trong HTML định nghĩa cho chúng ta nó gồm có từ H1 cho đến H6. H1 thì nó là to nhất, mặc định của nó là từ to đến nhỏ, đúng không ạ? Đấy, cho đến H6 này là cái H này này, nó nhỏ dần. Như vậy thì người ta, tại sao người ta gọi là các cái tiêu đề? Có thể là tiêu đề cho một đoạn văn, đúng không? Tiêu đề cho một khối nào đó, hay là tiêu đề cho toàn bộ một cái web page, một cái trang web page của chúng ta. Ví dụ ở đây thầy mở một cái như là cái Dev Edu chẳng hạn này, thì chúng ta có thể dùng là cái anh này, đúng không? Hay là cái funnel chẳng hạn, lập trình funnel, cái nội dung nào đó để chúng ta mô tả cho cái trang này. À, cái trang này tôi đang nói về lập trình funnel là gì, là H1. Và trong cái quy chuẩn, cái tiêu chuẩn SEO ấy, thì trên một cái trang web như này này thì nó có duy nhất một cái tiêu đề, và đương nhiên những cái tiêu đề này nó đã, khi mà chúng ta verify trên Google ấy, thì nó sẽ đánh cái chỉ mục cho các cái từ khóa liên quan đến tiêu đề này, đúng không ạ? Và nó định danh cái trang này của chúng ta trên Google Index. Đấy. Như vậy thì trong cái phần trang này chúng ta nhìn thấy
rằng là ta có thể có rất nhiều các cái thẻ tiêu đề, nhưng cái này là cái duy nhất, H1 là duy nhất. Còn từ H2 đến H6 chúng ta có thể có nhiều. Đấy là một cái quy chuẩn. Cái thứ hai nữa là trong cái quy chuẩn về kích thước phông xa, phông chữ thì cái thẻ H2 cái phông chữ của H2 này thì không bao giờ được to hơn cái phông chữ của H1. Nếu mà chúng ta để H2 to hơn H1 tức là cái điểm tiêu chuẩn của chúng ta cũng sẽ bị hạ thấp xuống, tức là nó không tuân thủ theo cái quy định của các cái công cụ tìm kiếm. Đấy nhận ạ. Như vậy khi chúng ta chú ý khi dùng tiêu đề thì phải quan tâm đến việc là đây là cái H1 chẳng hạn, thì những cái đối tượng này là đối tượng con. H2 chẳng hạn hay là H3 chẳng hạn thì chúng ta sẽ phải kích thước nó phải nhỏ hơn cái H1. Đúng không nhỉ? Đấy, hay là đây cũng là một cái tiêu đề nó có các cái nội dung. Đấy, thì nó sẽ nhỏ hơn. Nhỏ hơn cái kích thước của cái tiêu đề này. Đúng không ạ? Thì đấy là cách mà chúng ta thiết kế web chuẩn xem. Chúng ta có thể để hiển thị một số các cái công thức khoa học, toán học bằng các cái cặp thẻ chỉ số như là sup hay là sup, hay là chúng ta sử dụng công thức toán học đây chẳng hạn. Để trình bày cái hình ảnh trên trang thì chúng ta sử dụng thẻ image. Đấy, cái nguồn ảnh. Đúng không ạ? Chúng ta tạo một cái ảnh để trình bày trên một cái trang HTML. Tiếp theo chúng ta có một số các cái thẻ khác. Những cái thẻ này thì hiện nay nó ít dùng hơn với cái công nghệ CS3 và các cái animation transition nó phát triển trong CS3 thì chúng ta ít dùng hơn các cái khối này, các fill set. Đúng không ạ? Tuy nhiên thì các cái thẻ như là thẻ strong nhấn mạnh nội dung hay là thẻ big để xác định cái kiểu chữ lớn hơn thì chúng ta cũng rất là hay dùng. Đúng không ạ? Các thẻ M, các thẻ DNF định nghĩa đoạn văn bản ngữ nghĩa, cái này nó phụ thuộc và nó được phục vụ nhiều hơn nếu chúng ta xây dựng các trang web liên quan đến trình bày nội dung như là sách, báo. Đúng không ạ? Đấy, hay là chúng ta có thể sử dụng các cái đoạn code mã lệnh lập trình thì chúng ta nên dùng các cái thẻ chính của nó, những nội dung mẫu, những cái nội dung hiển thị kiểu dạng biến, tức là biến trong những lập trình đấy. Đó ạ. Và đặc biệt ở đây có một cái thẻ rất là hay nhưng ít khi những bạn nào dùng đến. Đấy, thể nói đến cái thẻ Ahrefs. Được chưa nhỉ? Cái này nó rất là hay ở trong các công cụ tìm kiếm, đặc biệt là Google. Chúng ta có Google Index, Google Search, Google Map, đúng không nhỉ? Đấy, Google Map thì nó liên quan đến các cái định vị, vị trí của người dùng hay là vị trí của một cái web nào đó đã được đánh index, thì trên trang web chúng ta nên sử dụng cái địa chỉ address. Chẳng hạn ở đây chúng ta thấy rằng là Viện Công nghệ và Đào tạo chẳng hạn, thì chúng ta có cái phần địa chỉ này, thì đương nhiên địa chỉ này chúng ta phải làm gì, là bằng cái thẻ address, đúng không nhỉ, để nó hiểu rằng đây là địa chỉ định danh của sản phẩm. Được chưa? Nó có thể liên kết trong các công cụ tìm kiếm của Map đây chẳng hạn. Nhưng ở đây thì trong slide những cái thẻ rất quan trọng đặt ra, nhưng là đôi khi những các bạn vẫn quen dùng là ta dùng div hay dùng p thì ta trình bày ra là xong, nhưng thực tế thì nó không hữu dụng lắm. Đúng chưa? Ok, đấy là một số các cái thẻ tiếp theo. Mô tả các cụm từ viết tắt thì cái này thôi, chúng ta đọc thêm ở trong slide, đúng không ạ? Chẳng hạn đây chúng ta có một cái nội dung trình bày các cụm từ hay là các cái cụm từ viết tắt gạch ngang, đúng không ạ? Rồi ok, cái phần này danh sách thì ta sẽ để mô tả sau một chút. Chúng ta đi trình bày với cái phần đầu tiên, đúng không ạ? Thầy sẽ demo bằng công cụ gì nhỉ? Các bạn mở luôn, chúng ta code luôn một cái ví dụ đầu tiên nhé. Ví dụ cơ bản đầu tiên. Lớp mình là lớp gì nhỉ? Các bạn tạo một thư mục mới đi. Dev2111 Dev-E đi. Đấy. Ta làm từ bài đầu tiên mà. Lesson 01. Ok, đúng không? Ai dùng Visual Code thì người ta có thể làm như sau.
chúng ta để trên thanh Fred gõ CMD. Sau khi chúng ta cài đặt xong, bạn vào đúng cái thư mục đấy, đúng không ạ? Gõ cốt chấm, chúng ta mở cái Visual Studio Code vào đúng cái địa chỉ đường dẫn mà chúng ta đang dùng. Xong. Hoặc là sử dụng khởi động Visual Code. Đó, mở Visual Code. Còn ai chưa cài được cái công cụ lập trình không? Thầy review qua lại một chút. Bạn có thể open ở đây là chúng ta thông thường là open folder, đúng không ạ? Hoặc là workspace, từ tạo một cái workspace làm việc đấy. Đấy. Open folder, tìm đến đúng cái folder này ta mở. Đây chẳng hạn. Đấy, ok. Đúng chưa nhỉ? À, lesson 1 đấy. Đúng không? Chúng ta dùng Sublitex cũng được. Nếu Sublitex cài đặt Sublitex ra. Sublitex 3. Xử lý nó như để đây rồi, những cái thư mục này chúng ta cũng đang làm, mở cái thư mục lưu trữ của mình, đúng không? Đấy, thầy muốn dùng cái dev 2111e đấy chẳng hạn, thì cái việc kéo nó đó, chúng ta sẽ có thư mục web của chúng ta đây, đúng không? Đấy, ok, bạn dùng cái nào cũng được. Chẳng hạn chúng ta dùng ở đây, bạn tạo cho thầy một cái file mới. Có lẽ là thầy, thôi được, đây đi. New file này. À, đặt một cái ví dụ 1, ex01.html. Chỉ là chúng ta phải chấm file. Để chúng ta định nghĩa cái file này là file HTML, file lập trình trên phần end. Trong này thì trước đây bạn phải gõ tuần tự như là cái cấu trúc sai mà thầy vừa mô tả trên này, một cách rất là chăm chỉ tuần tự như này, đúng không ạ? Lập trình hiện nay bạn chỉ việc là gì thôi, chấm than, enter, đúng không ạ? Là ok. Đấy, hoặc là trên Sublitex này vẫn rất đơn giản, đúng chưa? Chúng ta có thể là gì, chấm than tag, người ta tạo ra một cái cấu trúc tương tự, đúng không ạ? Đấy, cho to ra một tí, đúng không? Rất là tuyệt vời. Đấy, chúng ta thì có hai phần này. Ví dụ chúng ta dùng chạy trên cái domain server tại Việt Nam, dùng ngôn ngữ tiếng Việt, thì bạn nên khai báo phần language này là cái căn trò language của nó là VI, còn mặc định nó là E, tức là ngôn ngữ tiếng Anh, đúng không ạ? Trên này ta lại nhìn thấy, quay lại đây, chúng ta có header, có phần header có meta charset là UTF-8 cho phép chúng ta trình bày tiếng Việt. Meta, cái này cũng rất là quan trọng. Viewport content, view width, divide width, initial scale 1.0. Chúng ta có cái thẻ này để chúng ta định nghĩa nó scale đúng cái tỷ lệ màn hình chúng ta đang dùng. Ví dụ như bạn dùng trên desktop, hay là sau này chúng ta dùng trên mobile, thì chúng ta có thể respond lại theo trên màn hình mobile. Và để respond được như vậy, chúng ta gọi là responsive đấy, thì chúng ta phải có cái meta này. Để một cái nội dung là các cái thẻ cơ bản, đúng không ạ? Phần tiêu đề trên màn hình các bạn có nhìn thấy không? Hay nhỏ quá? Nhìn thấy ạ. Phải cho to là tí vào, đúng không? Đấy. Các thẻ cơ bản, như chúng ta đã học qua một lý thuyết phần ban đầu ấy, chúng ta trình bày một cái trang thì nó có định nghĩa chúng ta rồi đấy, nó phải có
duy nhất một cái thẻ H1 đúng không? Ta mô tả các thẻ cơ bản trong HTML5. Đấy, ngay như chúng ta viết đây, chúng ta sẽ thấy rằng là cái cách chúng ta xây dựng các cái tiêu chuẩn web này, cái tiêu đề của nó, đấy, thông thường nó sẽ khớp với cái phần H1 ở trên các cái trang này. Bạn nhìn thấy các cái website tin tức ấy, mà website nó dùng các bài viết tin tức để nó chạy quảng cáo hoặc là thu hút quảng cáo, thì bạn luôn luôn nhìn thấy là cái tiêu đề, cái URL và cái tiêu đề trên trang, cái nội dung trên trang bao giờ nó cũng rất khớp với nhau, đúng không ạ? Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là ta có một cái trang tin như này đi chẳng hạn. Đấy. Tải cái tin break nhập học ngay, nhận ngay ưu đãi này, thì này đấy, cùng với cái đúng không, cùng với một cái bộ không nhìn thấy ở trên này để cho Google nó đánh cái chỉ mục của trang, thì ở đây chúng ta cách chúng ta viết title và các cái H1 chúng ta nên để ý lại một chút. Chúng ta sử dụng cái thẻ HR để chúng ta xuống dòng, đúng không ạ? Ở trên này nó có một cái thẻ là cái thẻ không định dạng, thẻ pre, tức là cái thẻ những cái nội dung đặt ở trong pre này thì nó bạn viết như nào sẽ trình bày nội dung như thế, đúng không? Thứ nhất là các thẻ tiêu đề thì ta sẽ có từ H1 cho đến gì, đến H6. Nhưng mà chúng ta có một cái là chú ý là kích thước, không, kích thước font size, đúng không? Font size là giảm dần. Còn giảm tỷ lệ như nào đấy thì tùy cách của chúng ta thiết kế. Nếu chúng ta sử dụng đúng cái kích thước mặc định của browser thì chúng ta không cần phải thay đổi font size, đúng không ạ? Một cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái thẻ đoạn. Chúng ta sử dụng thẻ đoạn là P, đúng không nhỉ? Các cái thẻ định dạng nội dung, chúng ta ít nhất phải liệt kê được những cái thẻ rất cơ bản như là B, chữ đậm, chữ nghiêng, chữ gạch chân, thẻ gạch ngang, đúng không, vân vân. Đấy, ta mô tả các cái thẻ cơ bản, đúng không ạ? Đấy, ví dụ ở đây chúng ta có này, ta tạo một đoạn văn, ta gõ chữ P, tab, enter đi. Đoạn văn chúng ta sử dụng đoạn văn mẫu đi, lorem isum, enter. Đấy, bạn tạo cho thầy cái đoạn văn mẫu thôi, đúng không ạ? Đấy, ta có cái đoạn văn như thế này. Chúng ta sẽ phân biệt rằng là cái này thì nó hiển thị đúng như bạn tạo đây, còn thẻ P bạn vừa nhìn thấy xuống dòng nhé. Nhưng trong HTML5 thì nó không hiểu cái khái niệm xuống dòng, enter ở trong này, đúng không ạ? Chúng ta chạy thử là browse cái nhé này. À, đâu nhỉ? Trong hình như thầy gỡ đây à? Trong Visual Code. Để chúng ta, ok. Máy của em có cái low light ở góc màu xanh rồi ạ. Đây à? Chắc thầy vâng. Gỡ mất rồi. Ok đi. Chúng ta có thể chạy ở đây. Chúng ta cài thêm plugin là Lib Server. Khả năng là thầy à, đây có đây thầy. Lib Server. Đúng không ạ? Go live đây. Ok. Đó, đâu mất rồi. Uninstall đúng không? Sau đó ta lại install. Ok.
chúng ta có lib server đúng không? Open này, lib server này. Chúng ta có go live đúng không ạ? Nội dung ta trình bày. Đấy. Cái này những cái thẻ pre này, còn khi thẻ p bạn viết thì nó vẫn giữ nguyên. Đúng không? Ok. Đấy, chúng ta cài cái không có ta lib lại. Nhưng cái này thì tài lại thích cái này lib server preview. Lib server preview để chúng ta làm gì? Để chúng ta sẽ dùng cái anh này nó tiện là từ cho tới đi. Chưa. Ok. Đúng không nhỉ? Bạn nhìn thấy cái cách thầy vừa dùng chưa? Tức là bạn không phải bạn không phải chạy sang browser mà bạn ngay ở HTML ở đây. Nhìn nó rất là trực quan đúng không? Đấy. Ví dụ ở đây chúng ta thấy rằng là cái chữ lorem sum này. Ctrl X cái này, bạn cho chữ B vào. Chúng ta cho chữ đậm lên. Ctrl S này. Trễ à? Nhẽ là đây nó phải đậm luôn chứ. Thế là muốn dùng là chạy đến đâu thì nó đậm đến đấy. Còn không thành vấn đề rồi. Đó là chữ đậm luôn. Đấy, hay là chữ nghiêng này. Cho chữ Y vào gạch chân. À, chữ gạch xin lỗi chữ y là nghiêng, còn chữ gạch này u đúng không? À, chúng ta viết một vài các cái lệnh cơ bản chúng ta các bạn code luôn nhé, những cái lệnh rất cơ bản, thao tác cơ bản ban đầu làm nhanh. Chữ nghiêng, chữ chân. Ví dụ đây chúng ta có thêm một cái nữa là giá 2.1234 giá cũ đi. Giá cũ 1234.56 đồng. Còn một cái nữa là giá mới. Đúng không nhỉ? 234567 đồng. Đấy. Ok. Như bây giờ cái giá cũ này này, thầy muốn thêm cái gạch ngang nữa. Chúng ta sử dụng cái thẻ đen cho gạch ngang vào. Đấy. Lại trở chứng rồi. Show preview. Preview này. Đấy, nó phải có như này mới đúng. Lib server HTML preview. Chạy như này mới đúng này. Đấy. Chắc có thể đang bị lỗi.
Rồi, chạy thử lại. Control P, lead review server. Đấy. Ok, chúng ta tạo cái HR để tạo đường kẻ ngang. Không, vẫn chưa được rồi. Để nó phải chạy luôn. Đó lại rồi. Ok, đúng rồi nhỉ, để như này cho tiện vậy. Ok. Control X. Chắc là cái server của thầy lỗi rồi. Đấy. Các cái thành phần tương ứng. Ví dụ chúng ta có một cái đoạn văn khác này, P. À, thầy vẫn dùng lorem isum đi. Nhưng mà trên này ấy, thầy sẽ viết hết cái đoạn này thì xuống dòng. Để như này thì nó không xuống dòng đúng không nhỉ? Người ta muốn trùng một đoạn văn nhưng ta xuống dòng ở đây thì bạn gõ br. Đấy. Nó xuống dòng nhưng nó không tạo đoạn. Thì phân biệt giữa hai cái đoạn văn khác nhau này. Lorem này. Đấy, ok. Để chỗ này thầy lại xuống dòng ở đây đi. Br. Được chưa? Đấy. Chúng ta nhìn thấy là cái này xuống dòng nhưng mà các cái dòng này nó cùng trên một đoạn, còn hai đoạn này là hai đoạn khác nhau. Nó có một khoảng cách đoạn nó khác ở đây. Đúng không? À, chúng ta chú ý là một số các thẻ cơ bản chúng ta thường dùng. Ví dụ tiếp theo này, chúng ta sử dụng cái HR để tạo một cái đường kẻ ngang này. Ví dụ như là công thức khoa học, bạn nên để vào thẻ P nhé. Công thức khoa học. Đấy. Ví dụ như là chúng ta muốn viết A x xì mũ 2 cộng với B x xì cộng với C bằng 0. Thì như này chúng ta không nhìn thấy số 2 nó lên đúng không nhỉ? Chúng ta muốn chỉ số 2 nó lên ấy, chúng ta đặt vào trong cái thẻ là gì? Super sub đúng không nhỉ? Số 2. Ồ, thế thầy viết super strip. Đấy. Super strip thì nó ghi cái số mũ này là số mũ là số 2 đúng không, rất là dễ dàng. Hay là chúng ta có một cái công thức, đây là công thức toán học, thứ hai là công thức hóa học đúng không ạ. Chúng ta muốn viết cái H2O, H2 cộng với O2 bằng 2H2O. Đấy, chúng ta muốn viết như này. Cái chỉ số 2 nó sẽ đưa xuống dưới. Thì chúng ta sẽ làm một cái tác là cho cái thẻ vào sub đúng không nhỉ? 2. Thế thôi. Nhất cả này ta cho xuống dưới thì ta sẽ đặt nó vào đây. Cái anh nào cho xuống dưới ta đặt nó vào. Đấy. Xuống dòng đi. Đúng chưa nhỉ? Đấy. Đây là biết trên ta xử lý. Đó là các cái thẻ cơ bản ban đầu. À, trong cái phần này chúng ta có thêm một cái thẻ nữa chúng ta quan tâm đến là thẻ thị hình ảnh. Được chưa nhỉ? Thôi làm một ví dụ 2 nhé, cho nó. Chỗ này xong chưa? Có chỗ nào bạn nào khó khăn chỗ này không? Thanh Liêm. Dạ em thấy em trong sub slide test cả biết viết kiểu gì thầy làm nhanh quá.
Tech thì vẫn như thế này, đúng không? Đây nha, hát này, tab, nó không khác gì nhau đâu. Bạn vẫn soạn hai cái để thầy vừa soạn trên này, thì trên Supply Tech thầy đang để cùng một chỗ mà nó như nhau luôn. Em hiểu không nhỉ? Nó không khác nhau gì cả. Còn trên này ta sẽ chạy, thầy không cài plugin nào đó ở trên này, ta sẽ chạy như thế này. Open in browser thì chúng ta sẽ có một cái nội dung tương ứng, đúng không ạ? Đó. Thầy đang chạy cái này là trên một cái browser IE. Đó. Được chưa? Vẫn giống nhau. Đấy, thầy lại cho cái này sang đây. Đây. Thấy à? Nó hiển thị lên cái web như này. Trong Supply Tech á. Đây đúng không? Đấy. Làm thế nào để nó hiển thị lên? Thế phải hỏi ngay. Thấy thầy chạy lại cứ vù vèo thế thì căng quá. Đúng không? Đây nha. Muốn chạy trang này thế này. Open in browser có nhìn thấy không? Vào cái trang chúng ta đang soạn thảo. Đã soạn thảo thế nào chưa? Em chưa soạn được tí nào đó. Đây nha. Đã đưa cái này vào đây được chưa? Chưa đúng không? Open này. Mở luôn mới này. Open đến cái thư mục của chúng ta. Thầy đã có file sẵn rồi, em có đâu à? Thì bây giờ mình mở ra thôi, mình mở thư mục mà. Thầy mở cái em có cho Thanh Liêm này. Bây giờ là thầy không bỏ ở đây đi. Desktop nha. Đấy, tạo một cái thư mục mới này. Liêm Thanh này. Đúng chưa? Ok nhá. Mở ra này. Open này. Đúng không? Đấy, cái này không có bỏ đi. Đấy, bây giờ ta làm mới tinh này. Đúng thế không? Bây giờ tạo mới một file này. Đúng không nhỉ? Đặt tên là Thanh Liêm này. .html này, Ctrl S này. Ghi đúng vào cái chỗ đấy đúng không? Ok này. Đấy. Có phải là có một cái file Thanh Liêm đây không? Thăng tab. Đấy. Tôi là tôi đúng không? H1 tab. Tôi là tôi. Được chưa? Sau đó là gì? Open. Tuyệt vời chưa? Được chưa? Cũng là thầy có lưu lại video, em phải xem lại, em mới học được. Rồi làm lại, ngồi cốt luôn. Không sao cả. Thế video vẫn có. Thế em hỏi cái này tí không? Ừ. Thế bình thường khi mình bố âu ấy, bố âu một trong app ấy, thì làm nào để nó để chỉ một màn hình đấy, chứ nó không sang một cái trang khác ấy, chứ nó ở ngay cái trang ở trong cái phần mềm mình gõ code ấy, thì mình đỡ phải lật ấy. Trong phần tôi nhìn được không? Trong đây á. Vâng, nó hiện sang luôn một nửa mặt, chia ra hai màn hình luôn ấy, chứ nó không phải sang một cái trang khác. Thì trên cái Supply Tech không cài plugin nào cả, đúng không ạ? Nếu bạn chia đôi thì chúng ta thầy hay dùng Visual Code, mà dùng Visual Code thì ta cài cái extension này. Extension thì chúng ta là dùng lib, lib mà không, em dùng setup cơ, em dùng setup sắp tới Supply Tech thì không, thầy cũng không cài cái Supply Tech chia đôi màn hình đấy, đúng không? Thế thì nó tiện, mình có thể tiện hơn thôi, chuyện nó chuyển ra trang khác. Đúng rồi, tiện hơn thì căn bản là cái này chỉ demo thì thầy demo thế thôi, chứ code nó thực tế thì bạn vẫn phải dùng hai màn hình. Cái màn hình gì nhỉ? Ví dụ đây nhá, em nhìn thấy là nếu chúng ta dùng lib server preview này hay là lib html này review này, đúng không ạ? Đấy. Em nhìn thấy không? Thì nó chia đôi như này đúng không? Chia đôi như này thì nhìn màn hình của mình nó nhỏ quá. Nó không được. Thì đấy là những bạn dùng sắp lại dùng Visual Code, chúng ta hay dùng thế. Đấy. Show
view đúng không? Thì chỗ này bạn nhìn thấy đây là thầy sẽ là gì? Show, show review. Đây là vẫn server rồi. Size đây đúng không? Tức là khi bạn install cái clip HTML review thì nó mới có cái đấy. Đúng không nhỉ? Đúng không? Hiểu chưa? Cảm ơn rồi. Cảm ơn rồi. Thế anh nghĩ em nói trước đi. Em cứ nói trước đi. Tại em hỏi cái phần tiêu đề, cái mấy cái thẻ meta ấy, cái điểm chỉ là thẻ meta đúng không? Cái đấy thì thầy cũng chưa định nói lâu lắm, nhưng mà tiện thể bạn hỏi thì thầy nói luôn đúng không nhỉ? Ví dụ nếu chúng ta bỏ cái meta này đi, cái nếu chúng ta bỏ cái meta này đi đúng không? Meta ở đây chúng ta dùng để định nghĩa cái trang HTML này theo cái tra set là UTF-8. Nó có rất nhiều cái meta chứ không phải riêng cái này không. UTF-8 đây thì cái này để quy định là chúng ta hiển thị cái nội dung trên trình duyệt này là theo chuẩn Unicode. Chuẩn Unicode tức là những cái chuẩn có chữ có dấu ấy. Đúng không ạ? Nếu chúng ta không có UTF-8 ấy, thì nếu như bạn viết các cái từ có dấu ở trên trình duyệt nó cũng không support cái ngôn ngữ đấy thì nó sẽ không đọc được. Đó là cái thứ nhất đúng không? Meta thứ hai ấy, ví dụ như là để chúng ta lập trình responsive trên nhiều màn hình khác nhau thì nó có cái meta name viewport, viewport để xác định cái device nào nó scale đúng cái device đấy. Thì những cái này là những cái quy định này. Đúng không ạ? Đấy, ngoài ra thì sau này chúng ta chạy quảng cáo chúng ta có thể khai báo thêm cái meta keyword. Đấy. Keyword bằng một cái bộ từ khóa ở đây. Tức là nó phục vụ cho cái nội dung trình bày hiển thị cho các thiết bị, cho các cái công cụ tìm kiếm như là Google để nó đánh chỉ mục các từ khóa bạn ghi ở đây. Ví dụ như là học HTML, HTML5 cơ bản. Đúng không ạ? Thì cái meta này làm cái việc này. Em hiểu chưa? Hả? Nó còn nhiều thứ nhưng mà cơ bản nó có một vài cái thứ này chúng ta phải biết trước đã đúng không nhỉ? Ít nhất là hai cái thứ này. Nhưng có một cái thứ nữa mà vẫn rất muốn mong muốn biết nữa, đó là cái thứ như sau. Ví dụ ở đây đúng không? Sử dụng một cái công cụ plugin nào đấy để chúng ta share này. Em nhìn thấy ạ? Cái này là cái chúng ta nhúng cái tool Facebook vào chúng ta share này. Bạn nhấn share một cái. Thấy chưa? Đấy, cho chờ nó quay một lúc đã. Đây là công cụ share của cái này thì nó là cái tool Facebook để bạn share thôi. Nhưng làm sao để bạn nhìn thấy nó ở trên này? Làm sao để bạn nhìn thấy cái ảnh này? Làm sao để bạn nhìn thấy cái nội dung này? Đúng không? Bạn thử viết một bài bạn share ấy, mặc định nó sẽ không có được những cái này đâu. Em hiểu không nhỉ? Nó có cái này là lý do từ đâu? Bạn nhấn Ctrl U này. Chúng ta xem cái suộc của nó này. Đây là cái nội dung đề của trang web, là cái chúng ta nhìn thấy ở đây. Meta description là nội dung mà bạn cần để mô tả keyword Friday này. Đấy, thì cái này liên quan đến nội dung dành cho. Còn một cái nữa, bạn sẽ thấy rằng là nó ở đâu đó đây rồi. Chúng ta nhìn thấy meta property org style. Vậy đây là mô tả nó dạng bài viết URL. Nó là cái link này. Cái link này để bạn nhìn thấy là nó có cái này này. À, bạn click vào đây một cái thì nó ra cái link đấy, em hiểu không? Đấy. Đến meta tiếp theo này. Image nó lấy ở cái nguồn nào? Đấy, chúng ta phải chỉ ra là property image nó phải như thế này. Rồi là các ngày xuất bản, các cái thành phần khác. Tác giả là ai, ví dụ Trung Trịnh chẳng hạn như vậy. Đấy, nó còn đây là mới là cái bộ meta property dành cho mạng xã hội Facebook. Nếu chúng ta muốn share trên Twitter thì chúng ta phải tìm kiếm cái meta property tương ứng với Twitter. Đúng không ạ? Giờ nếu chúng ta muốn share cái nội dung web của mình lên trên Instagram thì chúng ta lại phải tìm cái bộ meta định nghĩa cái property phù hợp với cái chuẩn của meta Instagram. Hiểu chưa? Phần đầu thì đôi khi là thầy không muốn nói nhiều về cái này nhưng mà thực ra nó cũng rất cần thiết. Đó.
ok nha. Em ok thử. Cứ trao đổi. Có cái đoạn cái đoạn em vừa gửi đã, thầy giải thích cái mấy đoạn mà em lại hiện ra thêm cái dòng này. À, vừa gửi ở trên một chat à? Hay là... Dạ vâng ạ. Chờ thầy tí. Meta HQX compile content IIS. Cái này nó chỉ mô tả là chúng ta chạy trên cái chuẩn IE thì nó là mô tả thêm cái equip đấy thôi. À dạ ờ. Nó xóa xóa cái tổng không sao đúng không? Xóa không sao. Chúng ta để mặc định chúng ta chạy, còn đương nhiên là browser nào thì nó đây nó gọi là cái HTTP inquire cái gì viết tắt của gì tại quên rồi. Tức là cái chuẩn của một cái trình duyệt để chạy cái trang này ấy. Đúng không ạ? Dạ vâng. Cái đấy lại có đây đấy thiết lắm. Thực tế là không cần thiết lắm, nó cũng không đúng. Như ví dụ sau này ấy, em chạy JavaScript trên các cái trình duyệt khác nhau ấy thì chúng ta phải định nghĩa đúng cái quy chuẩn của cái trình duyệt đấy và viết cái thẻ script cho cái trình duyệt đấy. Đấy. Ví dụ như là trong thầy nhớ là trong cái sách của thầy viết cách đây 17 năm ấy, nếu như bạn chạy cái đoạn kịch bản đấy trên 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 Opera, à xin lỗi, trên Netscape thì được, chạy trên các trình duyệt hiện đại như này là không được này. Thì cái meta đó là định nghĩa cái tài nguyên của bạn theo cái tiêu chuẩn nào thôi. Ok chưa? Dạ vâng ạ. Ok rồi thì chúng ta tranh thủ bài tập ngắn tiếp bài mới, à xin lỗi là đoạn tiếp mới, ta làm luôn đi, chỗ nào vướng ta hỏi ngay, những cái buổi đầu mà nó vướng không làm được các buổi sau nó sẽ khó đấy, còn những bạn nào biết rồi thì sẽ làm nhanh. Bạn làm cho thầy lắm một nhé, bạn nào chưa biết thì nó hơi chậm, cài đặt thì thôi không. Đấy, bạn làm cho thấy ở chỗ này thì nó có thêm giải thích một chút về cái cấu trúc các cái element trong HTML5 này, có startup này, có element attribute này, attribute name này, đấy có cái content này, có end tag, cái này nó quen thuộc. Các bạn làm cho thầy nhanh một tí ở cái bài 1 đây này, nó có thẻ tiêu đề này, có nội dung này, có chữ đậm chữ nghiêng này, đấy đương nhiên là cái chữ này bạn không cần phải viết nhé, cứ ngồi gõ cái này thì nó hết mất thời gian. Chúng ta dùng bằng sinh ra đoạn mã hoặc là bạn vào COVID vậy. Con COVID thế nào là COVID-19. Ta lấy để ta định dạng, ta thêm cái định dạng đấy vào. Cách nhất, ví dụ đoạn văn đây này. Chứ không một số bạn để thầy yêu cầu cốt từ đầu đến cuối thì đến khi nào nó xong được. Đấy. Làm là sử dụng các cái tab để định dạng thôi. Được chưa? Trong bao nhiêu nhỉ? Chúng ta làm trong thực hành 15 phút thôi. Hả? Ngày này em mới biết cho cái folder bài học đi. Sao? Em bảo nhanh như thầy, em mới biết cho cái folder vào, còn lâu chưa biết viết cái gì. Thì thế thôi, bây giờ chỉ viết cái này thôi. Đây, thầy đang yêu cầu là chỉ cần làm đến cái đoạn các cái gì, các cái thẻ cơ bản, các cái thẻ cơ bản như thế này, có cái thẻ tiêu đề này, đúng không? Có thẻ cơ bản, thẻ chữ đậm chữ nghiêng này. Thầy vừa lẽ thầy viết cái gì em thầy tab để nó ra cái thể ấy. À, ví dụ em đang dùng Softlytic đúng không? Ví dụ như là thẻ P thì em chỉ cần gõ P thôi. Tab. Lorem gì đó, đúng không? Hay là chúng ta vừa có một cái là thầy bảo copy cái đoạn văn để mô tả ấy, thì chúng ta copy Lorem tab ra cho được. Hả? Em gõ ra gì em cài nó kê sao đúng rồi, thế mà thầy hỏi cài chưa,
lại không nói thầy gì. Có đoạn mẫu em cho là em cất đấy. Ok nhá. Em cất được cả phim như cần gì nữa. Em để nguyên cái sắp latex đấy, em nhấn Ctrl P này. Ctrl P install. Ctrl P in đâu nhỉ? Ra tay tí nhá. Chờ 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 một chút là gì? Ctrl đây, Ctrl Shift P sao có thể ạ? Ctrl Shift P hoặc bạn vào reference này. Back kick control này. Đấy, hoặc nhấn Ctrl Shift P này. Đây nó chính ở chỗ này này. Không ghi là gì ạ? Ghi là install back kick, bạn nhìn thấy chưa? Back kick. Ông nhấn vào đó thì ở dưới này bạn nhìn thấy nó đang chạy này, chạy đến khi nào nó lên đến cái màn hình này thì chúng ta gõ ms, cái ms em chưa cài ấy, thì nó sẽ có ms html ấy. Có thấy chữ ms chưa? Em chỉ thấy cái install package control ấn vào đấy à. Đúng rồi, thế em đang ở bước này này, install package control. Bách kít đây này, cái này này. Thế thôi để thầy đi gửi video cho anh đấy, anh làm theo thầy hơn. Đấy chưa? Thầy để cho bạn đấy. Cho bạn ấy nhìn qua một tí thôi. Đúng không? Các bạn khác làm bài tập đấy cho thầy. Hãy để bài thực hành 15 phút đấy. Em có phải là cái đoạn văn ở trong cái bài tập đấy copy ở đâu ạ? À? Bây giờ khó lắm. Trên mạng giống như thầy vừa copy, được copy cái gì chả được. À vâng ạ. Gom mẫu mà thầy cho nhìn đề, thầy cho em nhìn đề ở trong thư mục lab. Em vào thư mục lab chưa? Cái thư mục lab guide đây này, ở cái thư mục thầy xe ấy. Là vâng. Thầy... đây em chọn vào đây chưa, chọn click chưa? Chưa, không ấn vào. Ấn vào để cho màn hình này chưa? Ấn vào. Sao nó cửa nó chưa ra? Chưa ra thì lại thiếu một cái nữa. Cài cái code khi nhanh hơn. Chưa thế ra cho em hỏi cài là... cái này. Cài cái... Cho em hỏi là cái preview trên Visual Code này nếu mà nó cũng không chạy thì có cách nào không ạ? Hay là xóa đi tải lại? Xóa đi tải lại. Nó là lib HTML preview đúng không? Vâng. Nó có thể xảy ra trường hợp lúc cài nó lỗi. Xóa đi tải lại cả cái Visual Code luôn đúng không ạ? Không. Cài cái clip chứ. Ở đây đúng không? Như thế này là đang cài. Mấy lần. Cái này em cài clip, cái này hình của thầy cũng đang không chạy cho này. Cái này này, em đang để như này đúng không? Em ăn đi cái gì? Xong em in tồn lại là được cái gì? Hiểu không? Xong là tắt đi xong bật lại. Em làm một hai lần vẫn thế thì không. Thanh Liêm đào cái Visual Code về chạy cùng với các bạn đây cho nha, cho đồng bộ này Liêm. Vâng. Còn cái text thì em phải cài package control xong mới cài cái ấy của nó. Là sắp latex thì em cài sắp latex 3 ấy là phải cài thêm đoạn này này. Thầy sợ là cái đây này copy cái đoạn command ở trên web vào này. Dán vào xong chạy xong bắt đầu mới đến package control này. Đấy, xong cài cái ms này. Đấy. Không em down cái Visual Code về chạy. Được chưa? Các bạn khác có ý kiến gì không?
Liêm cài được Visual Code chưa? Thầy cứ hôm nay thầy quay video người gửi lên nhóm em cứ xem lại em thực hành theo chắc là được. Thôi cứ làm đi không sao. Cài cái mấy cái cài này nó nhanh lắm. Cái Visual Code cũng nhanh lắm. Mạng em yếu hay sao thì chả. Vì nó nhẹ mà. Mấy cái này nó bật 6.3 mê mà bây giờ vẫn chưa được tí nào. Visual Code á. Visual Code khác Visual Studio ấy nhá. Nó ghi là VS Code User Setup. Đúng rồi. Đây là em download Visual Studio Code rồi. VS Visual này. Code này. Hoặc cái này này. Đúng không? Visual Studio Code. Được chưa? Download này. For Windows này. Đúng không? Click một cái này. Download này. Còn nó đang chạy chỗ nào đây. User setup đúng cái này không? Ấn vào cái xong là đấy có 76.3 MB. Đúng rồi, của em đau đấy, đây cũng ra như của thầy ấy nhưng mà nó đang lỗi mạng nó không đau được. À. Chán đấy. Đúng 76.3 mê em vừa bảo. Đúng rồi. Đấy lại phải đợi vậy. Còn thì chưa đợi trong lúc chờ thì lại cốt bằng cái này. Đúng rồi. Cốt bằng thế nhưng mà cốt được lâu thời nó đang. Của em nó hiện cái channel JSON URL lưu ý ghi. Của cái gì, Visual Code hay của cái nào? Của cái supply tech mà em ấn vào Reperson, em ấn vào Bucket Central ấy. Ừ. Em ấn vào cái Add Channel đúng không? Đây, đến chỗ này rồi này. Ờ, đến đấy. Intel. Intel Bucket ạ, rồi. Okay. Click vào cái, em nhìn thấy dưới đây nó chạy này, loát deposit thôi. Thấy thanh tab 3 ở dưới này. Nó có chạy được như thế không? Nó không chạy được như thế này ạ. Nó ghi mỗi ở dưới là channel JSON URL. Rồi, ok. Em thiếu cái gì? Supply text. Supply text. Chờ tí. Có cái phần hướng dẫn thầy viết trên này rồi này. Đây, copy vào đây. Thầy ơi, thầy gửi em cái file ấy để em xem cái. Em không có cái file ấy. Cái file PDF mà thầy đang xem. Ơ, thầy share rồi mà. Share ở đâu mà? Em nhấn vào cái link ở trên đấy cho thầy. Tài liệu học tập đi. Trên Facebook à? Hay đâu? Trên Facebook ấy. Các chị tưởng gửi hết rồi chứ. Mail của là niêm 0806 cầm mail chúng cô. Là niêm 0806. Thanh Liêm. Và Liêm 0806 cộng đồng nhau.
Đoàn Liêm đây đúng không? Vâng. Nhấn vào đấy xong vào cái lắp gai. Lắp dần 3 này. Trong cái lắp 1 này. Ở dưới cùng đây này. Nhìn thấy không? Vâng. Đấy. Phần 3 ở đây cũng nhiều thế. Trong cái đây em thấy rồi. Thiếu nhiều nước á. Nó sáng làm thì nó mới biết được chứ. Các bạn khác em không rồi ạ, nhưng mà cái thẻ của em thường là nó hiện đỏ rồi ạ, nó vẫn chạy nhưng chạy nhưng nó lại hiện màu đỏ. Màu đỏ á? À? Xe màn hình như thế xem nào. Em xem màn hình đây xem nào. À, vâng. Vâng. Đỗ xe mà. Được ạ. Được chưa? Ra cho đây tí. Chưa nhìn thấy. Đây ạ. Thầy có thể biết, có thể thầy nhìn thấy, thầy chưa? Thế không sao cả nó. Có thể là do vâng. cái editor với ruồn. À đấy. Vâng. Hoặc là em search cho thầy cái là Big in HTML 5 Touch. Vì có một số thẻ nó sẽ bỏ. À, thẻ Big hiện nay không support trong HTML 5. Nó đang sử dụng HTML trở về trước thôi. Nên là những cái đấy chúng ta có thể bỏ. Rồi ok. Rồi thầy tiếp phần đoạn tiếp theo nhé. Cái nội dung phần 1 thì nó cũng không khó đâu, chúng ta thực hành tí là xong. Nhưng cũng phải thực hành đấy. Xong xem phải đấy cài tiếp nhá, Liêm nhá. Thầy đến cái phần đoạn tiếp theo này. Là chúng ta hiển thị hình ảnh, cái phần hình ảnh nó hơi lòng ngoài một tí. Đúng không ạ? Đó, hiển thị hình ảnh thì ta lấy một cái ví dụ thứ hai. Chúng ta mô tả là tạo mới một file thứ hai này, ex02 .html đấy, thăng enter. Chỗ này thầy để là hiển thị hình ảnh trên trang HTML5 đúng không ạ? Có H rồi ta gõ H1 tag đấy, cho cái HR vào. Ok. Cái sau HTML của thầy cũng lỗi xong. Thầy dùng clip vậy. Lỗi rồi. Thôi kệ nó đi. Chúng ta để hiển thị hình ảnh này. Người ta có là hiển thị hình ảnh trên HTML5 hoặc HTML cũng được.
thì chúng ta thứ nhất là sử dụng thẻ IMG. Đấy. Với cái thuộc tính SRC. Cái này thuộc tính này là hiển gì nhỉ? Đường dẫn đến file ảnh. File ảnh chúng ta có thể sử dụng như là JPG, như là .png, vân vân. Còn nhiều loại nữa. Khi mà chúng ta dùng với cái image, chúng ta chú ý đến hai thuộc tính là SRC để chúng ta hiển thị hình ảnh, và cái này nó gọi là một cái URL URL. Còn cái thứ hai chúng ta sử dụng là ALT. Cái này là cái nội dung hiển thị nội dung hiển thị khi nguồn ảnh lỗi, hoặc là khi chúng ta hover đến cái ảnh chúng ta sẽ thấy cái này, đúng không ạ? Hoặc là hover chuột, ví dụ thế. Ở đây trong một cái tiêu chuẩn SEO thì cái thuộc tính image, xin lỗi, cái thẻ image nó có ít nhất phải hai cái thuộc tính đều phải có giá trị. Nếu chúng ta không khai báo hai thuộc tính này thì cái điểm tiêu chuẩn nó cũng sẽ bị hạ thấp xuống, đúng không ạ? Đấy. Còn cái khái niệm về URL này, chúng ta lại quan tâm đến một cái khái niệm nữa là URL, thì nó có hai loại. Đó là gì? URL tương đối và URL tuyệt đối. Đúng không nhỉ? Viết tắt của cái từ Uniform Resource Locator đấy. Như thế nào gọi là tương đối và như thế nào gọi là tuyệt đối, đúng không? Ví dụ tương đối thì chúng ta có thể là chúng ta tại vị trí hiện tại, vị trí file HTML hiện tại thì chúng ta chỉ việc truyền tên file thôi, tên file ảnh chấm JPG để ví dụ thế nhé. Còn các cái file khác thì ta tương tự. Đấy, nhưng mà nếu chúng ta là gì, ảnh bên trong thư mục thì chúng ta sẽ có cú pháp là tên thư mục, rồi đến là gì, tên ảnh. Đấy, tên file ảnh. Để như này thì dấu ngoặc này thì không đúng. Dấu ngoặc này để chúng ta mô tả là thư mục thôi nhé. Đấy, ok. Tức là khái niệm đường dẫn của chúng ta ở đây ấy, đường dẫn tương đối và đường dẫn tuyệt đối, thì nó có cái dấu chuột này này để nó mô tả là tên thư mục của chúng ta đến tên file ảnh, đúng không ạ? Đấy. Còn nếu mà cái file ảnh ở ngoài, ảnh ở bên ngoài thư mục chứa vị trí file hiện tại, file HTML hiện tại, thì chúng ta có khái niệm là chấm chấm gạch chéo. Cái khái niệm này là ra ngoài một thư mục. Còn nếu chúng ta lấy ở trong một thư mục nào nữa thì chúng ta lại ghi tên thư mục vào, đúng không? Cái tương đối này thì nó hơi lòng ngoằng một tí. Nhưng mà trong cái ứng dụng web thì chúng ta hầu hết đều dùng cái địa chỉ tương đối dành cho các cái site hoặc là các cái tài nguyên, gọi là tài nguyên trên cùng một sao. Còn cái địa chỉ tương đối thì nó là cái giao thức HTTP, đúng không ạ? Đấy, rồi đến domain, rồi đến là thư mục, rồi đến tên file. Đấy, tên file ảnh. Đấy, thì đây chúng ta gọi là cái tuyệt đối. Ví dụ chúng ta có cái hình ảnh của Depster đây,
đây chẳng hạn, bạn nhìn thấy là cái tôi lấy cái ảnh, cái địa chỉ ảnh này này, copy image address, địa chỉ hình ảnh, thầy để vào đây chẳng hạn, thì cái này nó gọi là một địa chỉ tuyệt đối, nó có giao thức, có domain server, domain name, có cái thư mục chứa ảnh, có cái file ảnh, đúng không ạ? Thì đấy là cái chúng ta sử dụng cái đường dẫn tuyệt đối, đúng không? Đấy. Rồi chúng ta xem lại một tí đi. Ví dụ ở trên này ta dùng cái đường dẫn tuyệt đối này, ta có H2 đi, sử dụng đường dẫn tuyệt đối để hiển thị hình ảnh. Đấy, hoặc là chúng ta dùng cái list server của mình cũng được. Thì ta có thẻ IMG này. Đấy. Ví dụ cái nguồn ảnh ta là nguồn ảnh này, Ctrl C này, Ctrl V. Cái ALT chúng ta cũng nên đặt vào Dev Master Academy. Ok, đây là thẻ không chứa nội dung. Để thêm cái dấu đóng này vào. Đúng không ạ? Bạn thử chạy xem nó ok chưa? Thì chạy lại lỗi cái gì rồi open. Thôi được, chạy ra ngoài đi. Open list server này hay là open in browser này. Đấy, được chưa? Chúng ta có cái ảnh này. Nhưng nếu ở đây chúng ta chỉ viết sai đi một tí thôi, như này thôi chẳng hạn. Như này, thì rõ ràng là cái ảnh nó không hiển thị. Thì cái nội dung ALT này nó sẽ được hiển thị ở trên này. Đúng chưa? Thì những cái chỗ mà chúng ta nhìn thấy ảnh nó không hiển thị lên chẳng qua là gì? Là chúng ta không sai đường dẫn ảnh thôi. Đúng không ạ? Đấy. Như vậy đây cái cách này tôi gọi là sử dụng cái đường dẫn. Đường dẫn tuyệt đối. Chúng ta sử dụng đường dẫn tương đối này. Thầy để cái H2 đi. Sử dụng đường dẫn tương đối. Tương đối thì bạn nhìn thấy rằng là ví dụ trong này chúng ta có một cái thư mục, bạn lưu cho thầy một cái thư mục đặt tên là IMS nhé. Đúng không? Tạo thêm một cái thư mục khác cho thầy nữa đi. Phân biệt thư mục là paste đi. Tại ta có hai thư mục này. Đương nhiên nó chưa có gì cả đúng không? Đấy. Cái thứ ở đây là chúng ta sẽ cái ảnh nào đó về. Cho cái ảnh cách đi cho nó máu nào. Save as. Đúng không ạ? Đặt tên ảnh Black Friday Dev Master. Thầy muốn đặt vào đúng cái thư mục của mình ấy. Thư mục của mình đang để ở trong image của cái Dev FE lesson 1 image tên đây. Ok. Đấy. Bạn nhìn thấy trên cái file ảnh này. Đúng chưa? Đúng thư mục. Thế sử dụng đường dẫn tương đối chúng ta hiển thị cái ảnh đấy image. Thì bạn tính từ đây, chúng ta chú ý nhé, tính từ cái example 2 này, để lấy cái ảnh trong này thì chúng ta phải vào thư mục image. Tức là chỗ này bạn phải gì? Vào một cái image rồi đến cái black friday. Đúng không ạ? Đặt tên cho nó analytics. Đúng chưa? Thì cái này nó gọi là đường dẫn tương đối. Cái thư mục này nó phải tồn tại trong project của mình. Đúng không? Black friday file ảnh. Đúng chưa? Hoặc cách thứ hai này, ta lại được thôi cái này thì để chuyển sang file khác đúng không ạ? Đây là example 2 đúng không? Chạy thử nhá. Thôi chạy tại vậy. Đây là đâu? Open in browser này. Open list server đi, đang chạy đây. Đây đúng không? Có cái ảnh Black Friday ở đây. Nhưng nếu chúng
chúng ta chỉ để cái này không thôi thì đương nhiên là nó sai, đúng không? Sai là vì lý do của là nó không có cái ảnh mục ngoài này, đúng không ạ? Đấy, ok chưa? Hiểu cái đường dẫn tương đối đúng không? Nhưng ví dụ ở trong cái thư mục page này của chúng ta này, bạn tạo cho thầy một cái file mới là page1.html, enter, thang tab. Đấy, đây là đường dẫn tương đối để hiển thị ảnh, đúng không nhỉ? Ok, đường dẫn tương đối để hiển thị ảnh, đúng không ạ? H1. Đấy, Ctrl C. Ok chưa? Chúng ta sử dụng cái image, nhưng chúng ta tính là từ cái image mà chúng ta vào đây, chúng ta phải ra ngoài cái thư mục này trước. Ra ngoài thư mục chúng ta có hai chấm gạch chéo. Chúng ta vào cái thư mục image là thư mục này. Đấy, vào thư mục image, chọn cái ảnh nào? Chọn cái ảnh này. Đấy, đúng chưa? Chúng ta phân biệt hai cái vị trí khác nhau. Và kết quả cho ra chúng ta là như nhau. Chuẩn chưa? Đấy. Rõ chưa nhỉ? Rất dễ dàng đúng không? Sau này chúng ta học sang cái thẻ liên kết, thẻ A cũng tương tự như vậy. Hay là trong cái phần bài tập của chúng ta ấy, nó cũng có một cái thành phần tương ứng. Được chưa nhỉ? Đấy. Ok chưa? Xong. Chúng ta chuyển sang một cái khái niệm tiếp theo mà chúng ta đang mô tả ở đây, đó là thẻ danh sách. Tức là chúng ta tạo ra một cái danh sách có thứ tự. Cái này nó cũng rất quan trọng ở trong các cái ứng dụng web, đúng không ạ? Ví dụ như là chúng ta nhìn thấy ở cái web mà thì chúng ta đang tạo ra cái danh sách có danh sách như này, hay là chúng ta tạo ra danh sách có thứ tự, không có thứ tự như thế, đúng không? Hay thậm chí là chúng ta có, nó cũng có thể dùng cái tự như này, đúng chưa? Hay là các cái mục bằng chúng ta chẳng hạn. Để lấy ví dụ như là ở đâu nhỉ, tiện ích này. Ví dụ như là lập trình HTML cơ bản, đúng không? Tôi thấy danh sách cái này thì nó khá là lâu lơ rồi đấy, đúng không ạ? Thẻ định dạng. Đấy. Các cái thành phần thứ tự tương ứng. Rồi. Thế thì trong này chúng ta sử dụng cái cặp thẻ là ULLI để tạo danh sách với tai mặc định là dấu chấm tròn đặc. Dùng cái thẻ ULLI với cái tai square ta tạo ra cái ô vuông, hay là chúng ta dùng cycle hoặc round ta tạo cái ô này. Đúng không ạ? Đấy, chúng ta thấy rằng là cái như ta sử dụng. Ví dụ như bạn vào một cái trang rượu đấy chẳng hạn, Việt Ý Quay đấy, rượu vang giá rẻ, ở đây bản thất là nó cũng là một cái item đấy, nhưng mà ta đang muốn tìm cái chỗ có dấu chấm tròn để mô tả, trong này lại không có rồi, ví dụ thế đi, đúng không? Đấy. Rồi. Thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy cái thẻ UL ta hiển thị danh sách, và ngược lại. Mà nếu muốn có danh sách thì chúng ta có cái thay vào đó là cái thẻ OL thôi. OL tức là order list. UL tức là ăn order list, đúng không ạ? Không có thứ tự và cái là có thứ tự tương ứng. Đúng chưa nhỉ? Đấy, các thành phần chúng ta có các kiểu khác nhau. Đúng chưa? Rồi, ok, chúng ta thực hành luôn hai phần này. Ví dụ chúng ta tạo một cái example 3 ở đây, ex03.html. Ok, đúng không ạ? Thang tab, đây là thẻ hiển thị danh sách không có thứ tự, đúng không ạ? Ok,
chúng ta cho cái H1 vào đây, thể hiển thị danh sách không có thứ tự. Bản chất là chúng ta đang sử dụng cái gì? Đây, dùng một cái mô tả ở đây, pre, để mô tả lại lý thuyết là sử dụng thẻ UL, đúng không ạ? Cái thứ hai là sử dụng LI để hiển thị các nội dung trong danh sách. Đấy, sử dụng cái gì? Thuộc tính tai để chọn cái kiểu bullet, kiểu cái này gọi là bullet thì chả biết dịch nó là cái gì. Đấy, ví dụ cái dấu gạch nó là một loại bullet chẳng hạn, được chưa? Thế thì chúng ta bắt đầu bằng gì? UL, chúng ta gọi LI, ví dụ như là học HTML5 cơ bản, LI học CSS3, đúng không? LI lập trình JavaScript, đúng không? LI sử dụng thư viện jQuery, LI sử dụng framework Bootstrap 4, đúng không? LI Photoshop trong lập trình web, đúng không ạ? Trong lập trình thiết kế giao dịch web. Đấy, như vậy chúng ta có một cái danh sách như này, đúng không nhỉ? Đấy, chúng ta sẽ có được cái nội dung thật là tuyệt vời, đúng không? Trên này bạn lại muốn thể hiện một cái nữa là H2, các phần học cơ bản. Đấy, thì chúng ta sẽ nhìn thấy là có vẻ đẹp đẽ hơn, đúng chưa? Đấy, đó là thẻ hiển thị danh sách. Các bạn code lại một cái chạy thử cái xem nó có ngon nhỉ thôi. Có luôn nhá, dễ thì ta làm một lần. Ok, có bạn nào không kịp không? Những bạn học công nghệ thông tin thì nó cũng nhanh thôi, nhưng những bạn mà chưa động đến bao giờ thì nó hơi luống cuống tí ban đầu. Cảm ơn.
Thế thì cái ngồi đến cái phần xuất hình ảnh ra ấy, tại sao ở bên cạnh của cái shortcut của em nó không mở được cái file nhỉ? Để tạo cái file mà dùng khi mà ấy một cách tuyệt đối á, cái xuất hình ảnh là tuyệt đối á. Tuyệt đối tương đối đấy, em nhớ có qua đấy. Cái này á. Dạ vâng, để file thu mục ấy. Cái ở dưới kia dưới cái tương đối á. Ừ. Dạ vâng. Nó không nhìn thấy em của em nó không mở. Nó không mở được cái thư mục để không tạo được cái thư mục đấy. Ở trong Visual Code hay là trong Shop LaTeX? Shop LaTeX. Shop LaTeX thì hình như vẫn phải cài package vào đấy. Cái đấy là cái đấy là cái khái niệm đấy nó gọi là code hint. Tức là cái gợi ý. Còn không thì mình phải gõ vào đúng không? Không, có nghĩa là em không lấy được cái cột tạo được cái thư mục hình ảnh ở bên cái list 1 của thầy. À, đây chứ. Chuột phải thôi. Đấy. À đâu nhỉ? Chuột phải thôi. Em nhìn nó. Đây xong rồi chọn new file không ạ? New đây chứ. Em new folder hay new file new nó đều không ra được hết thế ạ. Đúng không? Trong new file thì ra của em nó không ra. Em không phải nhấn vào đây mà phải nhấn vào đúng thư mục cái này. Tập vô. Đấy, tạo file là HTML, còn tạo thư mục là tạo như này. Còn ảnh thì em phải copy vào. Đúng không? Không, không phải đấy em biết rồi. Nhưng mà em nhấn vào đây thì không được này. Phải nhấn vào đây. Tạo folder trước. Đúng chưa? Trời, hình như em nhấn cái gì nó mất luôn cái cột đấy rồi thế ạ. À, mất cột này á. Mấy cột này thì lại hiển thị lên. Vào gì ạ? Đây đúng như không? À? Mất như này thế. Dạ vâng. Chọn vào size 3 này. Ctrl K, Ctrl B. Tô bụt file. Ừ. Được chưa? Thế thầy mà phải cho ảnh vào thì cho như nào á? Copy ở trong ngoài thư mục Windows. À thôi được rồi ạ. Được rồi ạ. Ừ. Rồi em quên nhé. Ví dụ như anh Liêm, chỗ này chúng ta dùng ngoài Windows đi. Ví dụ thầy có cái ảnh như này đúng không? À. Copy này vào cái thư mục của mình ấy. Ví dụ nãy là chỗ ổ của anh Liêm thầy để ở đâu? Ở chỗ nào đấy đấy. Đấy, ví dụ mình copy vào đây. Copy vào sao? Ừ. Thôi được, thầy để vào đây đi. Đúng không? Thư mục của mình, cái đấy rồi. Cái này là cái copy ở ngoài Windows. Đấy, ví dụ image đây. Dán nó vào. Bát. Đúng không? Thì trong này nó có cái ảnh đấy. Trong này nó chỉ là cái chỗ để tổ chức thôi mà. Đấy, đúng không? Thế thì xem của em, sao em ấy cái ảnh lên, lúc em xem thì tiếng web nó không hiện. Thầy xem nào. Xe trên màn hình. Xe trên màn hình này là các bạn được xem được hết đúng không nhỉ? Các bạn có xem được không? Thầy nhìn thấy không ạ? Thầy thì nhìn thấy. Xem được thế. Ừ đấy, xe luôn thì các bạn ừ, xem. Đây thì em chọn cái ảnh ở đây đúng không ạ? Ừ. Còn em chọn cái ảnh ở đây đúng không ạ? Úi dồi, dài thế. Rồi, ok. Xong rồi, ấy cho cái tên đúng không ạ? Tên đấy là đúng rồi, analytics thì mình đặt tên gì cũng được. Ở đây đúng không? Xong rồi. Miễn là nó có giá trị là được, chạy xem nào. Từ đây vừa nãy em chạy là không được. Bài, nhấn chuột phải. À, kiểm tra phần tử. Để. Ừ. Chọn vào đúng cái chỗ ảnh như thế nào. Chú ý là nó có H1, cái H1 thôi nhá. Đấy, cái chỗ này là sai này. Cái nào đây? Cái bài 1 là ở đâu đấy? Cái bài 1 hình như chỉ là cái folder em tạo thôi. Em tạo ở ngoài à? Ờ, vâng, em tạo ngoài desktop bây giờ ấy. À, đó, em tạo trong này. Rồi. Cái file nó cùng thư mục mà em. Cái ảnh cái file của em với cái ảnh nó cùng một thư mục mà. Rồi em quay vào bài em sửa lại cho thầy cái nào. Em bỏ cái chỗ bài 1 đấy đi. Bỏ cả dấu chấm chấm đi. Bỏ cả dấu gạch ngang đi.
Đây đúng không? Rồi giờ chạy. Vì hai cái nó cùng thư mục. À nghĩa là không cần phải mở cái kia lên trước đúng không? Ừ. À ok. Đúng chưa? Rồi ok. Thực ra cái phần này chơi. Lúc đầu nó cũng hay chưa quen với cái cấu trúc. À với cả cái ví dụ những cái đoạn như này đấy, chẳng hạn anh nhìn thấy không ạ? Thấy. Ừ. Cả em gõ theo như cái vậy thì gõ thì nó là cái đấy không phải. Đoạn này cả em nếu mà em enter luôn thì nó sẽ thành như này. Không được. Đấy là do cái thằng code rồi code nên em phải gõ em phải bỏ cái đấy đi. Cái cách là hay là cách hoặc xóa đi cũng được. Bởi vì cái đấy là cái code hint mà em enter cái thì nó là cái code hint của Vision Code ấy, nó sẽ chọn luôn. Thế thông thường thì những cái đấy thì nó mới hiển thị lên thì mình phải bỏ đi. Em cái file ủng em nhìn hồi nó vẫn không ra cái folder thì em xem hình như thầy xem đấy. Xem ra nào. Thanh Liêm lại sập nguồn này. Thế nhưng mà hình như em chưa? Rồi. Thế đây kích vào đây một cái luồng của em nó mỗi như file ô file này. Em đang dùng sau lại tách à? Được vô. Thế thì chưa được rồi. Em quay ra em này, chọn vào file đi. Chọn vào file đi. Menu file đi. Open. Open folder cơ đấy. Cái folder em đang dùng là folder nào? Em để ở đâu? Chết em không biết cái phòng lười bắt đầu. Từ thế tôi quay lại cho thầy một chút. Nha, em đang để chỗ quay lại cho thầy một chút nè. Em nhìn trên này này. Document. Đây đúng không? Đấy em bây giờ ấy, tốt nhất là em vào cái document em tạo một cái thư mục riêng chứ em mở cả thư mục này thì nó rất là nhiều. Hiểu không? Được rồi. Ừ. Đấy. Xong rồi làm thế mở đấy, kích vào đấy nó hiện ra không nhỉ? Đúng rồi, em phải mở folder chứ không mở file. Mở file là không được. Được rồi. Ừ. Ok. Bảo Long được chưa? Bảo Long được rồi đấy. Vừa bị out à? Đúng không? Không, Thanh Liêm bị out. Còn bạn nào vướng mắc gì cái chỗ ấy nữa không? Thầy tiếp nhé. Chỗ nào mà vớp thì hỏi ngay thì sau giải quyết nó dễ, trao đổi ngay, bởi vì nó chỉ vướng một tí thôi mà cứ để loay hoay nó lại mất thời gian rồi nhỉ. Chỗ phần này chạy được chưa? Bạn nào gõ chậm thì cóp luôn cái này vào cho thầy cái chạy thử xem nào. Đấy, cấu trúc ULLI thầy vừa put nữa ở trên trên đấy ấy. Trên mét của Facebook ấy. Chúng ta chọn một cái kiểu thứ hai này, HR. Đấy. Thứ hai chẳng qua là thầy vẫn lấy cái nội dung này đi. Người ta không cần phải gõ lại đâu. Ctrl C này. Ctrl V này. Ta thêm một cái type vào đây nữa là type bằng square RE đúng không? Cái tay bằng square ấy, thì nó sẽ tạo chúng ta thành cái hình vuông như này. Đây là hình tròn. Thực ra bản chất thì cái HTML nó cung cấp cho chúng ta nhưng mà sau này chúng ta cũng ít dùng đến nó. Ít dùng đến những cái tay này lắm bởi vì chúng ta dùng CSS, chúng ta add các cái icon, add các cái cái icon nó đẹp hơn chứ không phải là những cái đấy. Ví dụ như bạn nhìn thấy ở đây này, nó có thì có, chúng ta để ý nó vậy thôi. Ví dụ ở đây nhé, cái này thì chúng ta phải đưa cái icon này vào chứ chúng ta không dùng cái dấu tròn, dấu chấm, dấu gạch đấy mấy. Ít dùng. Phải đại loại là ít dùng. Đúng không? Hoặc là chúng ta dùng cái icon như này cơ. Đấy. Thì đấy là cái mà nội dung thì trong HTML5 nó có các cái tay thì chúng ta cứ liệt kê thử. Ctrl C lần nữa cái xem là Ctrl V lần nữa chúng ta đặt đây là gì? Cycle. Cycle thì nó là ra cái hình gì đấy?
hình tròn rỗng, đúng không nhỉ? Đấy, được chưa? Chúng ta có ba cái nội dung là copy vào, chúng ta chạy thử một lần, biết đâu sau này có những lúc dùng đến. Thực ra là dùng đến hay không thì sau này bạn có rất nhiều cách. Ví dụ chúng ta không nhớ rõ như nào, chúng ta có thể search một cái, search bằng keyword thôi là nó ra rồi. Đấy, ok đúng không nhỉ? Đấy là cái thẻ mà các cái thẻ không có thứ tự chúng ta dùng nó như vậy, đúng không? Sang một cái thứ ba này, bạn làm thêm như này một cái file đây nữa đi, new file ex4 này .html này, ok thăng. Đấy, ta gọi đây là thẻ hiển thị danh sách có thứ tự, tức là chúng ta đang dùng UL và LI. Đấy, xin lỗi là OL, order list đó là có thứ tự, và LI là các cái list item H1, đúng chưa? Đấy, ví dụ như là chúng ta mô tả các cái H2 đi, các ngôn ngữ lập trình phổ biến, ví dụ thế, đúng không nhỉ? Chúng ta bắt đầu bằng OL tag LI tag, đúng không? Đấy, trong này thì nó gõ rất là hay nữa. Nếu như bạn nào mà làm quen rồi, chúng ta có này OL LI sao 5 enter, chúng ta ra 5 cái LI, nhấn phím an chúng ta gõ ở đây, đúng không nhỉ? Đấy, ngôn ngữ, đương nhiên là những cái thứ này thì khi nào kỹ năng tăng lên rồi chúng ta hoàn toàn có thể tự kiếm tự làm được. Đấy, ngôn ngữ lập trình. Đấy, ok xong, chẳng hạn như ngôn ngữ lập trình C++, đấy, ngôn ngữ lập trình C#, ngôn ngữ lập trình Python, ngôn ngữ lập trình Java, ngôn ngữ lập trình PHP, đấy, rất phổ dụng đúng không nhỉ? Đấy, ok, như vậy chúng ta sẽ thấy là mặc định nó hiển thị là 1, 2, 3, 4, 5, đúng không? Đấy, đấy, ví dụ như là chúng ta muốn hiển thị nó một thứ tự đây này, cốt luôn copy vào đấy cho thầy chạy mềm mại. Bây giờ chúng ta sẽ dùng nó là bằng A. Đấy, nếu ta bằng A thì nó sẽ là A nhỏ đấy, nếu bằng A lớn thì nó sẽ bắt đầu bằng A lớn, đúng không nhỉ? Nếu bằng một cái này thì phải xuống dòng gạch ngang nhờ thầy cái cho nó dễ nhìn đó. Đấy, ok không xa, Thanh Liêm cố gắng làm hết phần bài tập trong sách nha, trong lab của thầy là chạy ngon hết. Chúng ta muốn hiển thị nó là la mã, chúng ta để chữ la mã. Đấy, chúng ta copy vào đấy chạy thử, chúng ta quen bằng gì y, chúng ta để là cái thẻ y thì bạn sẽ thấy rằng là, đúng không, a y, đúng không? Nhưng có một cái rất là hay nữa là gì, là chúng ta không muốn bắt đầu từ y, chúng ta muốn bắt đầu từ ba số y, start 3 chẳng hạn. Đây là mặc định là start bằng 1, mặc dù đây chúng ta hiển thị là y nhưng mà cái start này luôn luôn là giá trị số, rằng là lúc này nó bắt đầu là từ 3 la mã. Đấy, đúng không ạ? Chúng ta không muốn bắt đầu từ 1, bắt đầu từ 3, chúng ta đặt là từ 3 vào, đúng chưa nhỉ? Đấy là xong đúng không? Chúng ta có được cái mã lệnh danh sách khá là tuyệt vời, đúng chưa nhỉ? Đấy. Các bạn làm xong rồi, chỗ nào mà vướng hoặc là thực hành vướng, các bạn cứ put lên trên nhóm cho thầy. Trên đấy có một số các bạn cũng đã học lâu lâu rồi nhưng mà
trải qua một số ngôn ngữ thì đang muốn review lại tí, thì các bạn nhìn các bạn cũng sẽ support thêm. Trong nhóm chúng ta cũng có một số bạn học viên cũ ở DEP, các bạn cũng có thời gian để các bạn có thể tranh thủ support thêm, hoặc là cần thiết quá thì tầm rảnh lúc nào thì bạn cứ call thầy TeamView, chứ tức là đến đâu chúng ta sẽ giải quyết luôn đến đấy, để bạn làm cái phần sau nó dễ dàng hơn. Đấy. Vẫn theo cái phương châm như thầy nói là chúng ta mỗi ngày ôm nó một tí, khoảng 1-2 tiếng, kiểu gì kiểu chúng ta cũng có sản phẩm ngon nhỉ, đúng không ạ? Nhưng mà cứ lâu lâu cả tuần mới ôm lần khó lắm. Đấy. Gõ phím thì bây giờ không phải riêng lập trình mà làm bất kỳ nghề gì cũng thế, gõ bàn phím chúng ta nên gõ đủ 10 ngón, không thì cũng phải 8 ngón, đúng không nhỉ? Rồi ok, đấy là cái phần về cái thẻ hiển thị danh sách. Chúng ta còn một cái cấu trúc thẻ nữa là người ta gọi là định nghĩa tiêu đề đề mục. Chúng ta có là DL là cái mục đề mục to, tức là cái khối đề mục. Còn DD tức là cái giống như là cái tiêu đề, DD chúng ta sẽ đặt nó vào bên trong một chút, đúng không? Cái này thì thực tế thì nó cũng hay, nhưng mà về cái tính ứng dụng thì thầy thấy là cũng ít cái ứng dụng web nó dùng đến, bạn hiểu chưa? Nhưng cấu trúc nó thì khá là hay, bạn viết từng đề mục một, trên đề mục này ghi nội dung gì đấy thì người ta dùng DD. Còn toàn bộ cái này là trong một danh sách theo quy tắc, nguyên tắc chúng ta để trong DL, đúng không ạ? Người ta gọi là define list đấy, kiểu dạng như vậy, đúng không nhỉ? Define title, đúng không? DD là gì nhỉ? Rồi cái này chúng ta tự code nhé. Đó. Phần sau chúng ta có liệt kê một số các cái thẻ cơ bản, đấy chưa nhỉ? Để chúng ta có thể sử dụng. Đấy, còn cái phần danh sách này có một cái mà chúng ta hay dùng, thì thầy mô tả luôn cho chúng ta một cái đây, người ta gọi thông thường người ta gọi là khi tạo menu thì chúng ta sẽ dùng cái thẻ ULLI để chúng ta làm việc, đúng không? Tạo menu điều hướng. Cái khái niệm người ta gọi là navigation 3. Sau này bạn search cái navigation 3 ấy, chúng ta sẽ hoàn toàn thấy là rất nhiều các cái trang dùng đến. Hay bản chất sau này chúng ta nhìn thấy ở trong các framework như Bootstrap chẳng hạn, nó định nghĩa hẳn cái khu vực và những cái CSS dành riêng cho nav 3, viết tắt của navigation 3, hay là các cái menu điều hướng. Tức là những cái thứ mà chúng ta dùng ở trên web để chúng ta điều hướng sai, tức là chuyển trang này sang trang khác, thì bạn nên đặt nó vào trong cái nav 3, một cái navigation 3. Nó cũng là một trong những cái tiêu chí, những cái quy chuẩn. Bạn nhìn thấy các cái ứng dụng web nổi tiếng thương mại điện tử như là Amazon, như là eBay, hay chưa nói đến Facebook, các thứ như các mạng xã hội thương mại điện tử, liên quan thương mại điện tử, chúng ta thấy rằng là các cái nav 3 này ấy, nó thường xuất hiện rất tiện ích với người dùng. Ví dụ như là trên đầu trang, khi người dùng di chuyển đến cuối trang thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái navigation 3 đấy, đúng không nhỉ? Cái đấy là cái tính logic trong một cái sản phẩm ứng dụng web, và nó là khái niệm người ta gọi là trải nghiệm người dùng, khái niệm UX, đúng không ạ? Ok, ví dụ chúng ta tạo một cái nav 3 ở đây, thầy tạm ứng một cái nhân tiện cái thẻ danh sách ấy, nên là nắp 3 thôi, nắp 3 để thầy mở không được, chúng ta cứ nên để vào nắp 3. Chúng ta tạm ứng một cái thẻ này gọi là thẻ phân chia khu vực nội dung ở trong HTML5. Nó bắt đầu có từ HTML5 chứ HTML4 là chưa, đúng không ạ? Đấy. Sở dĩ thì chúng ta hầu hết là chúng ta cũng chỉ biết đến HTML5 thôi, đúng không nhỉ?
Còn thì già như thầy thì thầy mới biết đấy, HTML1, HTML2 nó có vào những năm 98, 99. Đúng không ạ? Chúng ta có UL, chúng ta có LI, chúng ta cần tạo ra cái liên kết ở bên trong. Chúng ta có thẻ A, chúng ta có tạo ra các liên kết link và cái tiêu đề title trong cái thẻ A ấy. Đấy, bạn thấy viết hay nhỉ? Can chôn cách, chỗ này LI chúng ta nhân 5 đi, can chôn cách enter. Đấy, chúng ta nhìn thấy chưa nhỉ? Tạo ra 5 cái, thực ra là tạo, đấy là cái cú pháp mà là editor nó cung cấp thôi. Còn bình thường thì chúng ta cũng tạo từng cái một, LIA. Tại sao lại tạo thẻ A? Vì nói đến Navigation 3 ấy, là chúng ta tạo ra các liên kết xa, thì lúc đó chúng ta dùng thẻ A, đúng không ạ? Và khi thẻ A ở đây thì cái href của nó cũng là một cái URL ở đây, một cái URL để chúng ta điều hướng đến site nào. Thì bạn sẽ mô tả thêm cho thầy một chút ở trong cái lab 1, gần bài tập gần cuối có phần hướng dẫn. Chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây ví dụ như là trong supply text hay vision code ấy, bạn có thể chọn an, nhấn phím an để bạn chọn nhiều điểm cách biệt như này. Đấy, ví dụ như là trang chủ, ví dụ như vậy, ghép vào đây sản phẩm. Sản phẩm đúng không ạ? Để ta đã phải copy mà, nhấn phím Alt là dịch vụ. Đấy, và đây là gì? Hỗ trợ. Ví dụ ta tạo một cái menu đơn giản và liên hệ, ví dụ như thế. Thế là chúng ta có được cái ULLI. Bạn mở lên chúng ta sẽ nhìn thấy, à nó như thế này, không có gì đáng ngạc nhiên cả, rất đơn giản, đúng không? Đấy, cấu trúc HTML khi ta thiết kế nó chuẩn rồi thì sau này bạn sẽ làm đẹp nó một cách long lanh, chúng ta sử dụng thêm cái công cụ CSS nữa, đúng không? Đấy, giống như chúng ta cũng thế thôi, đúng không? Khoác lên mình cái bộ áo thương hiệu đẹp đẽ thì nhìn nó cũng long lanh. Phụ nữ đã long lanh rồi nhưng mà tô thêm tí son tí phấn vào nữa thì nhìn nó cũng long lanh hơn. Bây giờ HTML làm ra chúng ta một cái menu đã long lanh rồi. Cách đây 20 năm về trước tạo ra như này là đã cực kỳ long lanh rồi, đúng không ạ? Nhưng bây giờ đến với thời điểm bây giờ thì nhìn thế này chưa được long lanh. Thì cái phần đó là cái phần mà chúng ta sẽ học ở phần sau. Nhưng mỗi một hôm thì thầy cũng nốt vào đây một tí để chúng ta có thể đọc thêm cái khái niệm về gì nhỉ? Cascading style sheet. Đấy. Cascading style sheet. Thế thôi. Nó gọi là CSS là như vậy. Đúng không ạ? Đấy, ví dụ như thầy định nghĩa lại một chút về cái NAV. Rất đơn giản là chúng ta sẽ để cái margin. Ta sẽ nói rõ hơn về sau. Margin tức là khoảng cách giữa cái thẻ này này so với cái lè chứa nó là cái body này, thì người ta gọi là margin. Tất cả thầy đặt bằng 0, đúng không nhỉ? Thầy muốn tô cho nó một cái màu background thăng, ví dụ cái màu nào đó 48 48 48 đi, ví dụ như vậy. Nhớ nó là cái mã màu gì, tạm thời ta cứ tính như thế. Thì hôm nay chúng ta sẽ thấy một cái như thế này. Đấy, chúng ta lại nhìn thấy vẫn có khoảng trắng ở đây, mặc dù mình không thích, không sao. Hôm nay chúng ta sẽ làm những cái thứ nó tuyệt vời hơn bằng CSS. Còn ở đây thì chúng ta cứ cho mặc định nó là làm theo một cách máy móc đi, backlink không. Đấy, sao là đại diện cho tất cả phần tử, NAV là định nghĩa làm đẹp lại cho cái phần tử NAP3. Chúng ta sẽ thấy rằng là tuyệt vời, đúng không? Xít lại với nhau. Đấy, tiếp theo thì chúng ta có thể để thêm, à ta để padding ở đây đi, padding 0 10%. Đấy,
Nếu chúng ta để padding 0-10% thì bạn sẽ thấy rằng là cái này nó cách vào đây một đoạn. Ví dụ như vậy, cũng như là đây là cái để chúng ta tham khảo thêm với những cái bài học tiếp theo về định dạng CSS cho một cái kiến trúc. Bạn hình dung là chúng ta đang đi sơn một cái ngôi nhà. Cái này là các cái màu sơn. Đấy, chỗ này bạn không dùng như này thì bạn có thể bỏ đi. Chúng ta lại dùng ở đây là NAV, UL ở trong NAV. Đấy, chúng ta để bỏ cái gì? Cái list style none. Tức là mặc định thì bạn vừa làm cái danh sách ấy thì nó có các cái gì nhỉ? Các cái dấu chấm chấm đây này. Đúng không? Đấy, có dấu chấm chấm hoặc là những cái dấu vuông vuông này, cái dấu này này. Bây giờ chúng ta không thích cái dấu đấy nữa. Chúng ta bỏ nó đi, chúng ta để nó là none. Margin. Ta để cách là trên dưới 0, trái phải 10%. Thì lúc này chúng ta thấy cái gì? Cũng thấy nó được cách vào. Thấy chưa? Mất đi cái dấu chấm đúng không? Ok. Đấy. Chúng ta có thể để thêm một vài cái khái niệm nữa. D, display, flex. Để chúng ta giãn nó ra. Bạn sẽ nhìn thấy ở đây là đấy, nó giãn cái này ra. Đúng không? Bây giờ thì nó lại bé tí quá, xấu quá. Không sao, kệ nó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ trình bày cái thẻ A. NAV, UL, LI, A. Đấy. Ta để cái display block, tức là làm block nó lên. Block đó là nó sẽ tràn tất cả cái khối chứa nó. Những cái ta để bên trong là cái padding này, là cái khoảng cách lè so với cái văn bản chứa nó. Trên dưới ta để khoảng độ 1 RAM, trái phải ta để độ 2 RAM. Các đơn vị này ta sẽ mô tả kỹ hơn. Bình thường bạn nghĩ đến là đơn vị pixel, nhưng ta sẽ dùng một số các cái đơn vị. Đấy, thế là chúng ta có được cái thành phần. Chúng ta bỏ cái dấu gạch chân đi. Thuộc tính CSS nó gọi là text decoration none. Chúng ta cho cái màu của chữ A bằng màu trắng thăng FFF hoặc là cái hàng màu hoặc là màu nào đó. Đúng không? Tuyệt vời quá. Không thể tin được. Đấy. Thế là dần dần chúng ta thành được cái menu rồi. Đúng không nhỉ? Đấy, bạn muốn cho có một cái đường kẻ bên cạnh ngang nữa thì chúng ta có thể để đây là border. Border ngay trong thẻ A thôi, border right. Đúng không? 1px solid. Một cái đường màu xám CCC. Đấy. Bạn sẽ nhìn thấy rằng là thật tuyệt vời. Đúng không ạ? Đấy. Tiếp theo thì chúng ta có thể sử dụng thêm một khái niệm nữa khi chúng ta hover đến. Chúng ta có cái ngữ cảnh là hover. Chúng ta tô cho nó một cái background bằng red đi cho nó rực rỡ. Đúng không? Đấy. Thế thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là tạo một cái menu cực kỳ đơn giản. Đúng không? Cái này bài này chúng ta sẽ có thêm các thành phần sau, tức là chúng ta có 2-3 buổi về CSS để chúng ta làm những cái việc này. Những cái phương tiện chỗ ULLI này đấy, nó là các cái quy chuẩn. Chúng ta tạo ra các cái navigation bar, các liên kết. Đúng không ạ? Và những liên kết đấy thì chúng ta nên đặt nó trong cái navbar, tức là thẻ NAV, trong cái cấu trúc của HTML5. Những cái khu vực mà chúng ta sử dụng để làm điều hướng sai thì bạn nên đặt nó vào cái thẻ navigation để trong cái quá trình nó sử dụng định dạng đánh giá nó sẽ đúng các cái tiêu chuẩn hơn. Đúng không ạ? Rồi những bạn mới học HTML thì nó hơi vướng một chút, còn những bạn đã qua cái bài này rồi chúng ta sẽ thấy rằng là nó dễ dàng đến hơn bao giờ hết. Đúng không nhỉ? Ta muốn cho chữ đậm, chữ nghiêng hay gì đấy thì đặt thêm nó vào. Ok chưa? Quay trở lại cái phần bài của chúng ta ở đây. Các bạn cố gắng làm ở trong nội dung này để chúng ta mô tả này. Mô tả các thẻ cơ bản. Những cái thẻ mà thầy được ghi trên cái slide và lab ở đây.
nhất là trong các bài lab này, này thì bạn search bất kỳ những cái trang web nào chúng ta đều dùng được, nên là có lẽ là bạn nên làm như thế một lần. Cái bài số 5 thực hành tổng hợp, ở cái bài đầu tiên chúng ta có tiêu đề, chúng ta có nội dung, gạch chân gạch dưới chữ ngang, chúng ta có hiển thị hình ảnh, chúng ta có hiển thị một cái menu, một cái menu mặc định ULLI vừa rồi ấy. Chẳng qua là thầy chỉ làm thêm một tí CSS để cho nó đẹp hơn thôi. Trong này thì một cái tài liệu nó viết cũng khá là lâu, nên là có những cái chỗ của chúng ta là có những cái chúng ta cần phải sửa theo cái công nghệ mới, đúng không ạ? Với cái bài số 6 chúng ta thực hiện việc liên kết đấy, đường dẫn ảnh đấy, là hiển thị hình ảnh hoặc là liên kết cái thẻ A vừa rồi ấy, tag get title văn bản hiển thị, chúng ta sẽ tạo ra một cái ví dụ như này rất đơn giản thì chúng ta thực hiện cái việc làm việc. Bài số phần tự thực hành thì chúng ta có thêm một cái nội dung nữa để chúng ta tìm hiểu thêm, là bạn style lại cái màu sắc và cái phông chữ như lúc đầu bạn ABC gì đấy có hỏi, cùng trên một đoạn chúng ta muốn cái chữ này nó to hơn, đúng không? Thì trong cái bài thực hành này chúng ta để ý một chút, cái đó chúng ta sẽ giới thiệu thêm một cái thẻ ở phần sau nữa, nhưng ở đây thầy mô tả luôn thì chúng ta về chúng ta làm. Ví dụ ở đây chúng ta có một cái nội dung như này này. Họ tên sinh viên Nguyễn Văn A P này. Họ và tên sinh viên. Đấy, thầy cứ xuống dòng như này dễ này, Nguyễn Văn A này. Đấy. Trừ một cái này. Đấy, 0 0978611889 này. Đấy, bây giờ chúng ta muốn cái chữ này nó màu khác đi này. Thì chúng ta sẽ để nó vào trong cái thẻ span. Đấy, và chúng ta cho thêm nữa là cái style nó liên quan đến CSS. Color màu nào đó, đúng không? Color đi. Đấy, chúng ta sẽ thấy chữ A này nó khác đi, màu khác đi. Chấm phẩy, chúng ta cho cái font size của nó, kích thước phông chữ font size nó lớn hơn một chút, chúng ta để 1.5 rem đi. Đấy. Cái đơn vị này ta sẽ mô tả kỹ hơn. Nhưng ta hình dung là mặc định của trình duyệt ấy, là nó là 16 pixel cho kích thước phông chữ. 16 pixel thì tương ứng với 1 rem. Đấy. Vậy thì 1.5 rem thì tương ứng với là bao nhiêu pixel? 5 nhân với 6 bằng 24 bằng 9 đúng không? Đấy, chúng ta cộng vào. Còn cái này ấy 0978611889. Chúng ta muốn chữ nó to hơn, chữ màu đi, chúng ta cũng để vào cái gì? Span. Đấy, ta cũng cho cái style cách ra thuộc tính style của phần tử HTML cho cái màu chữ là màu blue, phông chữ font size bằng 3 rem chẳng hạn, ví dụ thế. Thì bạn sẽ thấy là cái nội dung này nó sẽ thay đổi như cái mong muốn, đúng không? Chữ nó to lên thì cái nội dung này nó có thêm chi tiết hơn ở phần CSS, mặc dù trong bài thực hành chúng ta cũng có thêm một chút. Cái này liên quan đến tô màu của đoạn văn. Chỗ này là mỗi một đoạn văn nó có 4 câu nhưng nó xuống dòng được canh ở lề giữa. Đấy. Ok, đó là một số cái nội dung. Các bạn thực hành nốt cho thầy cái phần này là một, và cái phần ở trong book cũng có cái phần thực hành đó. Trong sách ở chương 1, đúng không nhỉ? Thực hành thêm, nhìn lại một chút các cái thẻ.